Bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Béo tại con còn gì yêu. Lâu quá không gặp idol và ca sĩ Mộng Kha ha. Mới gặp bữa nay. Tại em chờ tham quan của Mr. Xin xem. Idol sao lâu quá vậy idol? Mới gặp idol trời trời nhớm chết luôn á. Hình như hơn một tháng mấy ha. Hơn một tháng mấy mới gặp. Tháng mấy thầy em, tại em đi bán đường kia thầy. Đường Văn Cốc và Sóc Tài. Lâu quá không gặp ai đâu, cũng nhớ ai đâu lắm á. Là nhớ gì biết không? Dạ. Giọng hát. Dạ. Giọng hát thì quá tuyệt vời luôn, dạ. Biết sẵn là ca sĩ Mộng Kha bây giờ là fan nhiều lắm. Em hả? Dạ. Hồi tối có coi cái video kia, hình như là diễn chung với ai ta? Đúng rồi. Có diễn chung rồi. Cũng hay ha. Tiếu á. Mà anh mà Nhật hỏi nè. Anh bên Úc á gọi gạo đồ phát á. Anh dạ. Chị em chị bên tên nữa. Em lên. Anh Đăng Nguyễn gọi bên ở bên Úc á gọi mà 600 cái gạo phát cho anh Trung đi phát mà phát thiếu rồi cho anh Trung bận cho cho em với em Bình đi phát dạ rồi còn em Khánh như em sao gì cũng giống bạn bè vậy đó, đóng tuồng chung thì mình làm cho hộp lệ này cái nọ, còn ngoài ra thì không phải vợ chồng dạ thương giống em vậy đó, không phải mình thương giống vợ chồng mình chọc chơi gì đó mình biết mà biết mà. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ chị lỡ lâu quá mới gặp cho xin thêm một bài hát nữa đi. Em hả? Là ngắn thôi ha. Dạ. Rồi rồi xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi một giọng hát của ca sĩ Mộng Kha ha. Rồi. Mời anh. Dạ. Cho theo sự yêu cầu thầy sao mỏng hả? Ủng hộ cho em hát bài thì em xin gửi thầy một bài hát. Em hát bài cái sai sót gì đừng có buồn em dạ. Quá hay. Hát bài mà 6, 4, 8, 10. Cái tay của bạn tình ơi, dẫu gì cũng xa nhau rồi. Dòng sông nước chảy, con thuyền sống đưa xa vời. Cứ được lớp lớp ấy. Vì ai mà chiên ta lỡ nói gì cũng thôi. Ai đã khuyên ta mà cứ sao ta còn thương. Chết ai quên tình bao ngày chạy theo diễm ơi. Lỡ yêu thương người nên giờ giang dự đời ta. Bầu mình ơi dĩ dẫu lỡ xa nhau rồi. Dù bao chát chờ xin người chớ quên câu thề. Chuyện tình xưa dù sao đi nữa vẫn là giấc mơ. Hơi ấm con tim để tháng năm thôi lận cấm. Chết ai quên tình bao ngày chạy theo diễm mới. Lỡ yêu thương người nên giờ giam giữ đời ta. Chết ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới. Lời yêu thương người nên giờ giang giờ đời ta. Wow, hay quá, vỗ tay. Kính chào bà con bác chị trong nước ngoài nước. Tại bữa nay khang tiếng rồi chưa hết à, có sai sót chỗ nào xin bà con của bác chị thông cảm cho em dạ. Là khang tiếng mà còn ca như thế này thì quá hay quá tuyệt vời. Khang rồi em cũng xin chúc cho anh ha, dồi dào sức khỏe. Chị lộn, xin chúc cho chị ha, dồi dào sức khỏe luôn luôn là bán đắt ha. Cảm ơn chị nhiều hơn idol. Xin chúc bye bye idol ấy. Và con quá truyền tải như này mà đã bị sự ta ma thịnh hưng cho một năm mới. Được an khang thịnh vượng dần sự như ý làm ăn phát tài và dạ, thầy chúng đặc biệt dạ. Cảm ơn nhiều xin chào tổng thể.